Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong phần nội thất chi tiết nhất của chiếc phiên bản 2.0G Toyota Camry 2022. Chúng ta có gì nào? Tappi cửa thì tất cả các phiên bản thì sẽ như nhau nhé. 2.0 thì sẽ là có vẫn là gập gương tự động rồi và chưa có cảnh báo điểm mù ở trên gương. Trong khi đó là phiên bản 2.5 cũng như là phiên bản 2.5 Hybrid và 2.0Q thì đã trang bị rồi. Chúng ta có gì nữa nào? Chúng ta có hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, mở nắp cốp đằng sau bằng điện và nắp bình xăng. Ghế lái của 2.0 cũng như các phiên bản còn lại đều là chỉnh điện 10 hướng anh chị nhé. Chỉnh điện 10 hướng. Riêng vô lăng thì sẽ chỉnh tay. Đèn pha tự động, gạt mưa tự động đã được trang bị trên phiên bản 2.0 rồi. Vô lăng không ra. Phần này chúng ta bản 2.0 thế hệ mới chúng ta đã có cruise control, giữ ga tự động theo hành trình. Còn bây giờ anh máy quay sẽ ngồi vào bên trong. Đây là tổng quan bên trong giao diện nội thất. Vậy là phiên bản 2.0 thì chúng ta có bảng đồng hồ trung tâm bằng một cái màn hình IMID 4,2 inch. Trong khi đó là phiên bản 2.5 và 2.5Q sẽ là màn hình digital này. Ok đúng không ạ? Chúng ta có gì nữa nào? Màn hình giải trí của phiên bản 2.0 sẽ là trang bị loại màn hình theo xe của Toyota. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, chưa có sạc không dây. Hộp số là tự động vô cấp, phanh tay điện tử. Có thêm cảnh báo của phần cảnh báo đó, cảnh báo chống trộm. Gương chiếu hậu tự động chống chói này. Chưa trang bị cửa sổ trời. Có học đế kính rồi. Cốp, phần cốp đây rồi. Phần cốp thì cũng rất rộng rãi này. Chúng ta có ghế điện chỉnh bên phụ là 4 hướng,